Xin chào anh chị và các bạn, em tên Nguyễn Hải Đảo, là một chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm. Em đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS và thị trường em đang phụ trách là khu vực Mỹ Xuyên của tỉnh Sóc Trăng. Thì hôm nay là một buổi chiều rất là tuyệt vời, Hải Đảo có ghé thăm farm của anh Thuận ở Cộng Đông Mỹ Xuyên Sóc Trăng. Thì tôm anh Thuận hôm nay được 1 tháng 22 ngày và đang thả tôm giống OBS và cũng như là sử dụng 100% thuốc thủy sản OBS. Hải Đảo xin mời anh chị và các bạn vào xem tôm giống OBS 1 tháng 22 ngày tôm phát triển tốt không và mau lớn không nha anh chị. Ao này ao đất hoàn toàn nha anh chị, ao này diện tích 2.000. Hải Đảo xin mời anh chị và các bạn vào ao của anh Thuận xem tôm nha. Tôm rất là đanh nha anh chị. Tôm này 100 lớn nha anh chị. Ao nuôi thì này thì anh thả 50.000 và công ty khuyến mãi cho anh 50.000. Ao này diện tích 2.000. Và ao nuôi khu vực Cộng Đông Mỹ Xuyên này đó thì hay gặp tình trạng là ký sinh trùng anh chị, dê gan, gan hay bị sự cố gan mà để tôm chết sớm. Thì anh lúc thả thì trước khi thả thì anh có tạt sản phẩm Betalucan C nè, 2 gói và 3 chai Dulicua. Và cứ 1 tuần thì anh sẽ tạt định kỳ 3 chai Dulicua và cả khoảng 15-16 ngày mà anh kiểm tra thấy con đuôi hoặc là nó bị săn á, thì anh sổ ký sinh trùng bằng sản phẩm Nanobacter với liều là 70 ml trên ký thức ăn anh chị, chỉ cần sổ một cử thôi đó. Và cứ 1 tuần thì anh 5 đến 7 ngày thì anh cứ kiểm tra cái đường ruột, nếu mà có ký sinh trùng thì anh sổ ký sinh trùng. Nuôi ao đất thì mình hay gặp sự cố gan, gan xấu bị sự cố và ký sinh trùng ảnh hưởng đến phân trắng làm cho tôm của chúng ta chậm lớn. Nhà ao đất thì mình chỉ đơn giản vậy thôi và anh cũng diệt khuẩn định kỳ. Khi tôm mà cả khoảng 17-18 ngày thì anh sử dụng diệt khuẩn bằng sản phẩm Nanobacter. Nó anh xây vòng hoài. Rồi cái bắt đầu tới thêm 7 ngày sau thì anh chuyển qua sản phẩm Vigoq. Và anh cứ 7 ngày sau nữa thì anh chuyển qua sản phẩm thay. Anh cứ xây vòng những cái dòng diệt khuẩn. Hải Đảo xin cảm ơn anh chị và các bạn đã đón xem hết video của Hải Đảo nhé. Và Hải Đảo xin chúc anh chị vụ mùa bội thu, trúng mùa trúng giá nha. Anh chị khu vực Mỹ Xuyên cần đặt tôm giống OBS cũng như là thuốc thủy sản OBS, hãy gọi cho Hải Đảo qua số điện thoại 0932 949 585 nha anh chị. Hải Đảo xin chào anh chị và xin cảm ơn anh chị đã xem hết video của Hải Đảo. Hải Đảo xin chào.